lang. Ha? Yeah. Chẳng sợ thích mùa cũng mùa nhưng mà giá thôi. Dạ. Yeah. Giá bình bình. Dạ. Yeah. Bán đến tuổi cũng bình cóc này mà giá ổn định là tốt quá nha. Có tiền tiêu hàng ngày. Dạ. Yeah. Nhiều không nhiều mà nó dai thôi. Dạ. Vậy với thành phố nó bán tới mười mấy nghìn ký á. Rồi coi như thành phố đây chở qua bên Bình Lộc bán cả 10.000 ký rồi. Dạ. Nhưng mà cũng tùy. Dạ. Nhiều khi thành phố nó là rẻ hơn mình có cũng có. Dạ. Nên bị lệ thuộc vào cốc miền Tây lên nhiều ít. Dạ. Vậy chứ ổi với quýt miền Tây lại không ngọt bằng trên mình đâu bác. Ừ.